Sáng nay 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đối với hộ bà Đỗ Kim Thoa, cư trú tại khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu. Lý do cưỡng chế vì không thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc thu hồi đất tọa lạc tại khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Cao Văn Lầu. Diện tích đất thu hồi là 534,30 m². Tại buổi cưỡng chế, bà Thoa đã rào chắn cổng, cầm gạch đá để ném và cầm dao để chống đối lại lực lượng chức năng. Trước đó, ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành quyết định số 1021 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Đỗ Kim Thoa với số tiền trên 947 triệu đồng. Bà Thoa đã nhận tiền nhưng chưa đồng ý giao mặt bằng. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành tiếp hai quyết định chi trả tiền bổ sung. Bà Thoa không đồng ý nhận tiền và tiếp tục khiếu nại. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định 2271 không chấp nhận các yêu cầu của bà Thoa về bồi thường đất ở, công san lấp diện tích đất thu hồi, nâng giá bồi thường 5 triệu đồng một mét vuông, yêu cầu bố trí hai nền tái định cư và yêu cầu hỗ trợ công di dời, lắp đặt lại trụ điện. Đây là quyết định cuối cùng của tỉnh đối với vụ việc của bà Thoa. Tuy nhiên, bà Thoa chưa chịu bàn giao mặt bằng, dẫn đến triển khai quyết định cưỡng chế.